So với trận derby tại Premier League cách đây một tháng, cả Man City lẫn Man United đều có những sự thay đổi nơi mặt nhân sự trong trận bán kết lượt đi tại Carabao Cup. Vì là đội nhập cuộc chủ động quyết liệt hơn, Man City lập tức dẫn trước đến 3-0 ngay trong hiệp 1 với những pha lập công của Bernardo Silva, Riyad Mahrez và bàn phản lưới của Andreas Pereira. Đoàn quân của Solskjaer chỉ có được bàn gỡ trong hiệp 2 nhờ pha lập công của Rashford. Trận thua 1-3 ở lượt đi của Man United cho thấy phần nào sự chênh lệch về mặt đẳng cấp giữa đôi bên và nó khiến cơ hội lọt vào chung kết Carabao Cup của huấn luyện viên Solskjaer cùng các học trò bị thu hẹp đáng kể. Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 1 trên sân Etihad. Sau trận thua ở bán kết lượt đi Carabao Cup, Man United đã nhận một dấu mốc buồn trong lịch sử câu lạc bộ sau hơn 2 thập kỷ. Cụ thể, đây là lần đầu tiên sau 22 năm họ mới để thủng lưới đến 3 bàn ở ngay hiệp đầu tiên trong một trận đấu tại sân nhà Old Trafford. Lần gần nhất Quỷ Đỏ để điều đó xảy ra là ở trận gặp Middlesbrough vào tháng 5 năm 1997. Trong khi với Man City, đây đã lần thứ 13 họ đã được 3 bàn thắng vào lưới đối thủ ngay sau hiệp 1 dưới thời huấn luyện viên Pep Guardiola. Trận đấu vừa qua cũng đã là chiến thắng thứ 7 của Man City trước MU tại Old Trafford trong 10 lần gặp nhau gần nhất của hai đội. Thầy trò huấn luyện viên Solskjaer sẽ phải nỗ lực gấp bội ở trận lượt về trên sân Etihad vào ngày 30 tháng 1 tới nếu muốn giành vé vào chung kết. Theo công bố, Ter Stegen không có tên trong danh sách 24 cầu thủ được huấn luyện viên Ernesto Valverde lựa chọn cho chuyến hành quân sang Ả Rập Xê Út. Đây là tổn thất không nhỏ đối với Barca khi tầm quan trọng của người gác đền 27 tuổi này là không phải bàn cãi. Gần như chắc chắn người được tin tưởng để thay thế anh sẽ là Neto. Việc thiếu đi sự hiện diện của Ter Stegen trong khung gỗ là điều khiến cho các culé phải lo lắng. Bên cạnh Ter Stegen, Barca tiếp tục không có được sự phục vụ của tiền vệ Arthur Melo cùng cầu thủ chạy cánh Ousmane Dembele. Để thay thế, huấn luyện viên Valverde đã điền tên các tài năng trẻ như Ricky Puig, Ronald Araujo và Alex Collado vào danh sách lên đường sang Ả Rập Xê Út. Vào đêm qua, Sadio Mane đã chính thức vượt qua Mohamed Salah và Riyad Mahrez để nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2019. Theo kết quả bình chọn vừa được Liên đoàn bóng đá châu Phi công bố, Sadio Mane đã chính thức trở thành cầu thủ xuất sắc nhất lục địa đen năm 2019. Anh nhận được tổng cộng 477 phiếu bầu, trong khi Salah có 325 phiếu, còn Mahrez là 267. Đây là lần đầu tiên tiền đạo của Liverpool được vinh danh, dù đều góp mặt ở trong top 3 ở 3 năm gần nhất. Năm 2016, anh để thua Mahrez và lần lượt về sau người đồng đội Salah ở 2 năm tiếp theo. Mane cũng là cầu thủ Senegal thứ 2 trong lịch sử nhận được vinh dự này, sau El Hadji Diouf, người giành chiến thắng trong 2 năm 2001 và 2002. Mới đây, Chelsea vừa để Danny Drinkwater đến Aston Villa theo hợp đồng cho mượn có thời hạn đến hết mùa giải này. Ở lượt đi mùa giải này, cựu tiền vệ của Leicester City bị Chelsea đẩy đến Burnley cũng theo hợp đồng cho mượn. Trong nửa mùa chơi cho Burnley, Drinkwater không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và thể lực nên cầu thủ 29 tuổi đã bị Burnley trả lại cho Chelsea. The Blues chi 35 triệu bảng mua Drinkwater từ Leicester City năm 2017. Từ khi gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge, cầu thủ người Anh đã không đáp ứng được kỳ vọng. Theo The Sun, Aston Villa phải trả toàn bộ mức lương 110.000 bảng một tuần cho Danny Drinkwater. Hoàn tất hợp đồng và ra mắt Aston Villa nhưng cầu thủ 29 tuổi vẫn không đủ điều kiện để đá trận bán kết lượt đi Carabao Cup gặp Leicester vào 3 giờ ngày 9 tháng 1. Leroy Sané dính chấn thương gối ở trận tranh siêu cúp Anh với Liverpool hồi tháng 8 và ngôi sao người Đức đã phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu từ đó tới nay. Nhưng hiện tại, chấn thương của Leroy Sané đã đi tới giai đoạn hồi phục. Nếu không có gì thay đổi, tiền vệ người Đức sẽ trở lại tập luyện và thi đấu trong ít tuần tới. Thông tin này đã được chính huấn luyện viên Pep Guardiola tiết lộ. Việc Leroy Sané sắp tái xuất mang lại niềm vui trọn vẹn cho Man City bởi cách đây ít ngày, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng tiết lộ chấn thương đang dần hồi phục của Aymeric Laporte trong 10 ngày tới. Sự trở lại đồng thời của hai nhân tố quan trọng là tin đáng mừng với Man City. Đây sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Guardiola khởi sắc trong giai đoạn 2 của mùa giải.